Cái làng này không ở được nữa đâu. Sao? Con Chính á. Con Chính là con nào? Mày con nói Chính đẹp mà đi. Cái con nó lùn như bà, xấu hơn bà, làm như bây giờ nó mất tích thời gian, tôi nghi nó chết rồi bà. Mà mày kể Chính chi? Em của nó về làng mình rồi. Ai? Con Mười. Hả? Con Mười? Con Mười á, bà biết nó là cái gì không? Không, nó là em con Chính. Bà biết không? Chẳng lẽ nó má ăn Chính mày điên hả mày? Con Chính bây giờ mất tích rồi, con Mười về kiếm nó. Mà biết con Mười là con gì không? Là con gì? Con ma. Ẩm tao về đi Tám, ẩm tao về đi, tao sợ ma lắm Tám. Tôi nói bà nghe. Đâu? Bây giờ á, đừng, bây giờ á, tôi nghe đồn là con Mười nó đi từ hướng này. Ôi, tao sợ quá Tám ơi, tao tù thường á là đêm về nó sẽ đi là cùng chiều ánh trăng. Tao đâu phải con mười đâu. Con phải con Mười. Cha Tám cho bị điên. Con là bé Tư. Ai gia đình mày có ai thứ 10 không? Có. Ừ, ai vậy? Bà ngoại của con. Ừ.